mình không có nghĩ là coi như cái kỳ tích nó đã trở thành cái cỡ đó. Truyền hình thực tế đầu tiên tại Việt Nam về phẫu thuật thẩm mỹ. Trước khi đến với thí sinh Phạm Thị Diệu Thúy đến từ Bạc Liêu, xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ quý vị khách mời đồng hành và những y bác sĩ, những người đã trực tiếp thực hiện các ca đại phẫu thuật của Diệu Thúy. Xin được chào đón các Thúy Miêu. Và trân trọng xin được chào đón bác sĩ Annie Lê, Charlie Jen. Và cuối cùng xin được chào đón ông bố quốc dân của các thí sinh trong chương trình Hành Trình Lột Xác. Xin được chào đón bác sĩ Richard Quy. Vì bác sĩ đã trực tiếp phẫu thuật cho các thí sinh của bác sĩ Annie Lê và nhận được rất nhiều những tình cảm của các thí sinh trong ngôi nhà chung. Một lần nữa xin được chào đón các bác sĩ. Nếu như được gửi một lời chào đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay dành cho cô gái Diệu Thúy với một cái biếu rất là to và được cho là nhiều nguy cơ, có thể không được thay đổi diện mạo thật là xuất sắc như các bạn thí sinh khác, chị sẽ nói gì với cô gái đứng sau lưng tấm màn đằng kia? Diệu Thúy ơi, ở phía đằng sau cánh gà, em nghe rõ nhé. Em đã là một ván đánh cược rất liều lĩnh của không chỉ các y bác sĩ mà tất cả chúng tôi, những thành viên đã có mặt trong vòng sơ khảo. Quyết định điều này không phải là năm ăn năm thua rằng em sẽ đẹp hay không, mà có bảo toàn cái sự an toàn về sức khỏe cho em hay không. Và đó cũng là một cơ sở mà các y bác sĩ đã phải cân nhắc với nhau rất nhiều. Chúng ta đã gặp ở vòng sơ khảo những khối u dị dạng trên mặt, trên đầu. Đã có những con mắt đã bị kéo dịch ngược lên, một mắt nhìn thẳng vào tôi, một mắt nhìn lên trần nhà. Và tôi đã nhìn thấy những giọt nước mắt rơi từ trên những khối u đó. Có những khối u chúng tôi chấp nhận đánh cược, có những khối u không may mắn chúng tôi đã nói lời tạm biệt. Vậy thì Diệu Thúy ơi, em đã may mắn một lần, tôi chúc em may mắn lần hai cho đến khi tôi nhìn thấy em đêm nay và sự thay đổi. Và đêm nay, khối u đó có hoàn toàn biến mất hay không? Và những vết xước, và những sự tự ti, và những tầm nhìn bị che khuất của cô ấy có được đánh tan mây mờ hay không? Chúng ta sẽ có câu trả lời trong chốc lát. Còn bây giờ, xin mời quý vị sẽ cùng nhìn lại hành trình của Diệu Thúy. Cuộc đời tôi sẽ rất khác nếu tôi không bị như thế này. Và đây là lý do tôi đã đăng ký và tham gia chương trình Hành Trình Lột Xác. Tôi muốn được thay đổi. Thấy con mình nghĩ như nó là con gái mà gặp số phận như thế tuổi. Nhà có ba chị em thiệt nhưng mà thương em rất là nhiều. Có lúc mà em quyết định em không lập gia đình luôn, là cái lúc mà em chưa gặp chồng em á, là em quyết định em không lập gia đình để em đi làm, để mà em phụ tiếp mẹ em để nuôi cháu. Thưa quý vị, đó là câu chuyện của bà mẹ đơn thân Diệu Thúy ở Bạc Liêu. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với câu chuyện của Diệu Thúy nhưng ở một chương rất khác, ở chương mà cô ấy không chỉ trải qua những cuộc đại phẫu thuật đầy khó khăn, rủi ro, mà điều quan trọng là cô ấy cũng đã dành thời gian 4 tháng đè nén những cái sự thương nhớ mà không gặp con. Và trong khoảng thời gian 4 tháng đó thì điều gì đã diễn ra tại phòng mổ ạ? Khi mà tôi gặp Diệu Thúy, tôi không tự tin khi nhìn thấy một cái khối u mà xâm lấn toàn bộ nửa mặt và vùng đầu bên phải. Cô ấy bị mất tất cả những cái chức năng của cái vùng mà khối u xâm lấn ấy. Bạn tưởng tượng là cái mắt đó nó chỉ còn đúng cái con ngươi ở bên trong thôi, còn xung quanh cái ổ mắt rồi xương mắt rồi tất cả những cái vùng xung quanh là khối u nó xâm lấn vào và nó ăn hết. Và nếu chúng ta tưởng tượng rằng là nếu cắt khô hết khối u đi thì không khác là chúng ta cắt bỏ đi nửa cái mặt của bạn ấy cả. Điều đó làm cho tôi rất là trăn trở. Nhưng tôi biết rằng là khi phẫu thuật chắc chắn sẽ tốt hơn cho cô ấy. Ít nhiều gì khối u nó to 10 phần thì tôi cắt được đi 8 phần là cũng đã đỡ hơn rồi.
tái tạo lại khuôn mặt trở về như một khuôn mặt hoàn hảo bình thường. Điều đó là không thể có được. Bác sĩ phân tích thì mọi người cũng đã hình dung ra được mức độ khó khăn rồi. Đây cũng là một trường hợp mà Phương nghĩ là trong hành trình lột xác trong 2 năm Phương tham gia thì đây là người đầu tiên mà các bác sĩ phải xử lý một cái khối u nó phức tạp đến như thế. Và bạn Diệu Thúy đã phải trải qua những gì? Có những khó khăn như thế nào? Trên phim chụp CT thì toàn bộ những cái cấu trúc xương của vùng mặt này nó bị biến dạng, và cái công việc phẫu thuật của chúng tôi, của ekip ngày hôm nay chính là cái việc mà chúng tôi phải cắt bỏ toàn bộ cả cái khối u này đi, và sau đó thì tạo hình lại cái vùng tai và vùng mắt. Nó có mỡ. Cái đầu đốt kim này nhé. Cái bước quan trọng nhất trong cái phẫu thuật này là chúng tôi phải kiểm soát được cái sự chảy máu của bạn Diệu Thúy này. Vì đây toàn bộ khối u sơ thần kinh này là một trong những phẫu thuật mà gây chảy máu hoặc là mất máu rất nhiều. Vì đây là những cái khối u mà gần như là nó chứa toàn bộ cái hồ máu ở trong đó. Có cái tê nhiều được thế không? Được khoảng tầm dao chứ. Chúng tôi đã tính toán được là có sự mất máu nên là trước khi phẫu thuật chúng tôi cần phải gây tê toàn bộ cái diện rộng cái khối u ở dưới chân nền của khối u. Cho khâu luôn đi. Cho cái dao điện để bao nhiêu nhỉ? Cho cái ghế cao lên đi. Chúng tôi sử dụng những phương pháp cầm máu thông thường gần như là nó không thể cầm được. Và chúng tôi phải thực hiện cái việc mà vừa kết hợp phẫu thuật, vừa khâu, vừa tạo hình, vừa đóng lại cái vết mổ thì mới kiểm soát được cái việc chảy máu. Khâu lại thì đóng lên hết hai. Đóng lên, đóng từ đâu? Cho đóng luôn, mũi dưới da xong rồi đóng da luôn. Tuy nhiên thì có một số những cái mạch máu lớn rất là khó cầm. Dao điện đấy. Cái dao điện là Covidon đấy hả? Tôi đã cố gắng cầm máu bằng cái dao điện đặc biệt và kết hợp với cả việc khâu buộc thắt lại những cái mạch máu thì cuối cùng cũng đã kiểm soát được toàn bộ cái việc chảy máu khi mà phẫu thuật bóc khối u. Tôi đã phẫu thuật cho nhiều cái ca mà u sơ thần kinh, nhưng mà khi vào phẫu thuật cho Diệu Thúy nó chảy máu nhiều hơn rất nhiều. Và trong cuộc mổ gặp rất nhiều khó khăn về cái vấn đề về cầm máu. Tôi còn nhớ là bác sĩ Duy Trác Huy đã dành 2 giờ đồng hồ để cầm máu cho cái vùng mắt. Và chúng tôi cũng cố gắng để thực hiện thời gian phẫu thuật rút ngắn đi để làm sao mà giảm thiểu cái việc chảy máu. Cái bộ căng ra mặt sẽ để cái nỉa to như cắt không một lớp thôi. Vấn đề thứ hai là chúng tôi tạo hình thêm vạt. Cái vạt toàn bộ vạt ra để sau khi ta cắt được toàn bộ khối u đó mà chúng ta vẫn có thể đóng được vết mổ. Chuẩn bị này, lấy khối u ra này, từ từ rồi. Đây. Cứ khâu dần đi, đừng có khâu kiểu đấy. Cái từng mũi nó dồn dần này, cái lực nó dàn đều này. Khâu và nó cầm này. Đó. Đó, khâu. Bây giờ chúng tôi hoàn thiện nốt cái phần ở đường bờ bi mắt. Cái khối u vùng này thì không lớn nhưng mà nó sẽ khó hơn. Thì liên quan đến cái vùng mắt nên chúng tôi phải vừa phẫu thuật vừa tạo hình lại mắt. Để bớt đi. Đó, lên bên tay phải. Đừng kéo, cắt ra. Hồi nãy lúc mà các bác sĩ nói về tình trạng của Thúy là em nhìn thấy mẹ là rất là lo lắng, căng thẳng lên. Thì là lúc đó là mẹ nghĩ gì? Con biết là lúc mà con mình nó lên mổ á, không biết là cái mục đó có được thành công hay không. Tại vì trước khi đi đây đó là đi qua bệnh viện ông bú á, mẹ cũng có khám thì bên bệnh viện cũng có nói là cái bú này rất là khó. Mổ nó khó, không có tưởng tượng được. Nói chung ra lại nhà là cái niệm Phật suốt thôi. Cầu xin đó, mẹ quan âm sao phù hộ để cho con mình nó vượt qua được cái căn bệnh này. Nói chung là nó mang cái mà bú này năm nay cũng hai mấy năm rồi.
Thì coi như là cái chuyện này cũng như là một cái kỳ tích là như thế nào. Mình nằm nhà mình không ngờ được đâu. Không có cần đẹp lắm đâu. Thì còn nó thay đổi được gương mặt để đi ra sau này cho mẹ con nó đừng có mặc cảm với bạn bè thôi. Chứ ngoài ra ông mong muốn đẹp hơn nữa. Thế cô mong muốn là con gái sẽ, bác sĩ sẽ cắt được khoảng bao nhiêu phần trăm hoặc hoàn thiện được bao nhiêu phần trăm ạ? Nói chung ra là mong muốn, cái nguyện vọng là chỉ có 50 thôi. 50% thôi. Chỉ có 50% là được rồi. Không cần hoàn hảo lắm. Tại vì á, trước đây hồi khi mà thi nó xanh bé tới giờ là nó mới phát triển cái mục bự vậy. Cái mục càng bự chừng nào càng không đi ra ngoài chừng này. Tối ngại nhà không. Tới khi mà gia đình khó khăn quá, chịu hết nổi thì nó mới đi bán vé số. Nhưng mà thấy con bán vé số chứ lòng đau luôn. Có thể ban đầu chúng tôi cũng nghĩ chỉ được 40-50% thôi. Nhưng mà nếu được 40 thì tôi sẽ cố lên 45. Được 45 tôi sẽ cố 50. Mà 50 tôi sẽ cố thêm thành 55 hoặc 60. Đó. Thì mọi người có đồng ý không ạ? Cổ vũ cho để Diệu Thúy chúng ta sẽ được hơn 50% đúng không ạ? Trong quá trình việc cắt chúng tôi cũng tính toán là mình nâng được cả cái gò má lên. Đấy là một cái sự thay đổi rất lớn cho bạn đó. Đấy là một trong những phẫu thuật mà tính toán về cái ánh mắt về thẩm mỹ nó khác hoàn toàn so với bác sĩ về bệnh học. Thế là cuối cùng Diệu Thúy chỉ có mấy cái đường mổ. Một là đường mổ trong chân tóc rất là thẩm mỹ, và một cái đường mổ chạy ở dọc cái gò má cung tiếp. Thì ở giai đoạn này thì chúng tôi tạo hình cái độ mở mắt cho bạn Thúy. Cái khuôn mặt của bạn Diệu Thúy nó không được cân đối, nó bị biến dạng, thì chúng tôi đã sử dụng cái chất liệu độn, cái công nghệ in 3D để mà tiến hành dựng và biết được cái sự không cân đối giữa nửa mặt bên phải và nửa mặt bên trái, và đặt cái chất liệu độn để mà làm cho bạn Diệu Thúy có một cái khuôn mặt nó cân đối và nó hài hòa hơn. Có một số vùng lồi lõm và chúng tôi đã tiến hành bù thể tích bằng số lượng mỡ ghép. Cái thức ăn nó sẽ không bị lem ra ngoài mà em nuốt vào bên trong ấy, nó cũng sẽ dễ dàng mà không bị bám vào cái đường chân chỉ. Có vấn đề gì hoặc là khó khăn khi ăn thì ấn chuông gọi chị ấy, lấy thì chị sẽ vào giúp đỡ nhé. Chị hãy cùng tập trung lên sân khấu, nơi ánh sáng rực rỡ này chúng ta sẽ chứng kiến một màn lột xác vô cùng ngoạn mục của chương trình. Xin mời quý vị sẽ cùng đến với phần tỏa sáng của Diệu Thúy. Ba bé chọn chữ hiếu nên ruồng bỏ mẹ con em. Con nó được 14 tháng thì chồng nó bỏ đi. Hồi lúc mà chồng đi trong nhà mới có 7 ngày thôi là cô biết là chồng nó không bao giờ về rồi. Cô mới nói đó, nói vợ con có chuẩn bị tâm lý chưa? Chứ chồng con đi là nó không có về rồi đó. Thấy con mình kiểu như nó là con gái mà gặp số phận dễ thấy tuổi. Gần nước mênh mông đêm gành hào chẳng thương nhớ ai. Ngày ấy ra đi con sông buồn tiếng mộn dòng trôi. Bạc Liêu
đi cấp quốc thì đi sơ qua thì đã thấy con và thấy mẹ rồi. Thì em cảm thấy càng run hơn nữa và nước mắt em đã bắt đầu hơi rơi ra rồi. Lúc đó thì em thấy mình hơi run và em đã quên luôn là cái mình phải tháo cái mặt nạ ra để cho mọi người xem diện mạo mới của em. Và hài lòng với diện mạo này. Và em cũng mong là mọi người cũng sẽ đón em bằng diện mạo mới. Con 4 tháng không được gặp mẹ rồi. Mẹ đó. Bé vẫn còn hoang mang lắm, không biết chuyện gì xảy ra nữa. Là mẹ đó, nhưng mà mẹ đẹp hơn tại vì không còn cái bướu mà làm mẹ buồn nữa. Thúy ơi, cuối cùng thì bây giờ mình không còn thấy nặng một bên nữa rồi ha. Mình có thể ôm con mà không có ngại nữa. Mình đưa con đi học thoải mái được rồi. Mình có thể ra ánh sáng được rồi. Không cần cái nón lá lúc nào cũng lụp xụp che nữa. Rồi cuộc sống mình đang dần dần hồi phục rồi. Con ở đây, mẹ ở đây. Em có muốn nghe mẹ nói điều mẹ nghĩ ngay bây giờ không? Dạ mẹ ơi, nãy giờ mẹ nói là có 50% thôi. Giờ mẹ thấy được bao nhiêu phần trăm? Bác sĩ làm bao nhiêu phần trăm đó? Giờ nói chung ra đây là nói chung em là mẹ vì thế em cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Như là con tôi được là như này 500 luôn rồi. 500 luôn rồi. Được 500% rồi. Quá em mừng quá con ơi. Em cũng mừng quá chị ơi. Hồi nãy bước ra nghe hát cái bài mà Đêm Gành Hào, nghe điệu Hoài Lan mà nghe chua và đau lòng quá. Cái bướu đó làm cho Thúy mất nhiều điều. Thúy mất đi sự tự tin, Thúy mất đi một cuộc hôn nhân. Nhưng bây giờ Thúy còn nghĩ như vậy nữa không? Dạ, em xin chân thành cảm ơn các bác sĩ đã giúp em có một diện mạo mới. Giờ em có thể tự tin hơn và em sẽ tiến xa hơn. Và em sau khi rời khỏi nhà chung này, em sẽ cố gắng và học được cái nghề mà em yêu thích từ nhỏ. Em xin cảm ơn chân thành, cảm ơn các bác sĩ rất nhiều ạ. Em thích nghề gì nhỉ? Dạ, em từ nhỏ thì em rất thích nghề may hoặc là nghề làm tóc cô dâu ạ. Cái số phận đối với một cô gái đã mang nặng khối u trên mặt đến mức mà xương đốt sống cổ không còn giữ thể thăng bằng được nữa, đối với một người mẹ đơn thân, đối với một người không phải là sinh ra với khối u đã là một điều bất hạnh, nhưng nhìn thấy một cái mụn nhọt lớn dần lên và khuôn mặt mình biến dạng đi theo ngày tháng và ảnh hưởng đến hạnh phúc hôn nhân gia đình để trở thành một người mẹ đơn thân như vậy, có lẽ đối với cô ấy cái hạnh phúc tuyệt vời nhất là những điều nhỏ nhặt mà chúng tôi, những người con gái may mắn hơn, Thúy Miêu, Lan Phương, Lưu Hòa Trinh đều có thể có mỗi ngày ở gần người thân mình, nhận được một cái hôn trên má. Đó là những điều chúng tôi có thể có một cách dư dả. Nhưng đối với Diệu Thúy, đó là điều thiêng liêng nhất. Cái hôn mà của con gái không còn đặt trên khối u, mà trên má của người mẹ. Tôi nghĩ là các bác sĩ đang không cố mang lại một cái đẹp hình thức cho mắt người ngoài nhìn vào, mà bác sĩ đã làm được một cái điều là mang cái đẹp của đời sống tiếp cận thật sự lên đôi má đã quen khóc đến ướt hai má của Diệu Thúy. Đó chả phải là điều thật sự mới là đẹp đẽ nhất. Sao nãy giờ con khóc vậy? Con thấy mẹ không ôm con hả? Thôi, con thương chắc nhớ mẹ quá. Mẹ ôm con nghe. Bé còn đang bị choáng ngợp. Con sẽ mất một khoảng thời gian. Miêu cũng đoán là em không phải là cô gái hay phấn sáp lên trên mặt, cho nên con trẻ nó sẽ cần thời gian. Đêm rồi ôm má rồi má ru cho ngủ rồi sẽ đâu vào đó em ha. Dạ, em ngay từ đầu em đã đoán trước được điều này rồi, nhưng mà em đã chấp nhận. Em
thay đổi diện mạo của mình là vì tương lai và hạnh phúc của con gái em, cho nên em sẽ chấp nhận và từ từ chờ con em đón nhận em một diện mạo mới. Giờ ôm con nghe, đưa chị ôm qua cho, đưa bà ôm qua ôm nó đi. Lúc nào con thấy ở nhà nhớ hàng đêm kéo bà ngoại ơi đi kiếm mẹ. Lúc đầu mà nghe mẹ nói là 2 tháng đầu con đi đòi mẹ thì cũng có hơi lo, tại vì trong suốt thời gian mà 4 năm bé 4 tuổi là 4 năm là hai mẹ con không hề xa nhau quá 4 ngày. Đây là đầu tiên mà em xa con em lâu nhất. Nghe tin đợt bữa mà cũng không báo vô, nói là đi ra ngoài này để cho làm lễ. Trong bụng mừng lắm, không có tiền đi thật. Nhưng mà nãy giờ không có tiền không biết làm sao. Tới cuối cùng ra thì cũng phải, cỡ nào cũng phải đi ra để dẫn con nó ra cho nó gặp mẹ nó một lần. Nhưng mà ra đây chuyến này thấy thì con mình không có nghĩ là coi như cái kỳ tích nó đã trở thành tới cỡ đó đi. Đây là những ngày đầu tiên của cuộc đại phẫu thuật, của rất nhiều cuộc phẫu thuật. Và tình hình sẽ càng ngày càng khá lên. Gương mặt hồn nhiên của tuổi 20 mấy đã quay trở về rồi. Em có thích nét thanh xuân này của mình không? Dạ em rất thích ạ. Mọi người có biết rằng là không những là chúng tôi loại bỏ cho Thúy cái khối u, mà chúng tôi còn tạo cho Thúy những cái đường nét đẹp khác trên khuôn mặt. Chúng ta không nhìn vào khối u nữa, bởi vì chúng ta bị ấn tượng cái khối u quá nhiều. Đấy, ngoài cái việc loại bỏ khối u, mọi người có thể nhìn vào cái mũi của Thúy. Đến cái thứ hai là cái cằm của Thúy. Đấy, cái miệng của Thúy năm trước và cái cằm của Thúy bây giờ cũng khác. Ban đầu thì chúng tôi chỉ nghĩ rằng là chỉ phẫu thuật lấy khối u thôi, bởi vì đây nó là bệnh lý. Và khi chúng tôi thành công trong cái việc mà phẫu thuật cắt bỏ khối u thì chúng tôi muốn tiến xa hơn nữa, là không những là muốn bỏ khối u mà muốn Thúy xinh đẹp. Và cái bước đường tiếp theo của chúng tôi là lại làm cho em ấy xinh đẹp hơn, chứ không phải là nguyên chuyện loại bỏ khối u. Mình chưa đồng hành hết chương trình với nhau, nhưng mà thật sự Thúy Miêu đã nhìn nhận thấy sâu trong tâm địa của Richard Huy là một lòng tham không đáy. Đã được cái này rồi còn ráng cái khác nữa. Lòng tham trong phẫu thuật thẩm mỹ, lòng tham trong làm đẹp. Và lòng tham trong y đức. Dạ thưa quý vị, ngày hôm nay vậy là chúng ta đã cùng chứng kiến một câu chuyện rất khác biệt về cái đẹp, mà không phải là một cái đẹp bình thường. Trinh Tinh, những lộng lẫy mà quý vị vừa thấy trên sân khấu trong giây phút đó là sự lộng lẫy phi thường, bởi vì sự kiên trì bền bỉ, không bao giờ từ bỏ chính mình, không bao giờ từ bỏ yêu thương và hy vọng. Câu chuyện của Phạm Thị Diệu Thúy đến từ Bạc Liêu có thể rất riêng tư nhưng vô cùng phổ quát. Và ở ngoài kia cũng có rất nhiều người mong muốn rằng quý vị hãy đừng bao giờ từ bỏ chính mình, đừng bao giờ từ bỏ cơ hội chúng tôi xứng đáng với hạnh phúc. Hãy đẹp hơn và hãy hoàn thiện chính mình mỗi ngày. Xin cảm ơn bàn tay vàng của các y bác sĩ Richard Huy, bác sĩ Charlie Trần và bác sĩ Annie Lê. Cảm ơn những truyền cảm hứng của chị Lan Phương và chị Trác Thúy Miêu. Cảm ơn gia đình của Diệu Thúy và đặc biệt cảm ơn Phạm Thị Diệu Thúy. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đến đây xin khép lại và xin hẹn gặp lại quý vị cùng chiếc mặt nạ đặc biệt này vào số của tuần sau trong chương trình Hành Trình Lột Xác mùa năm. Xin chào và hẹn gặp lại. Và nếu sau hành trình Diệu Thúy sẽ bỏ cái chiếc áo soiree lộng lẫy đó với khuôn mặt vẫn đang bị lệch một nửa, vì đó là điều tốt nhất các bác sĩ có thể làm hiện thời. Bạn sẽ quay trở về với cuộc sống vẫn khó khăn như thế. Nhưng có lẽ nếu cuộc sống của bạn vẫn tiếp diễn là những con đường rong ruổi đi bán vé số, thì có lẽ những con đường đó đôi chân bạn đỡ nặng nề hơn, ánh mắt kỳ thị của mọi người đỡ khắc nghiệt hơn. Và như vậy sẽ mở ra một cơ hội phần trăm để bạn tiến thân hoặc để bạn hạnh phúc hơn với điều sẵn có. Câu chuyện của cặp chị em song sinh ở vòng loại này chắc hẳn mọi người còn nhớ, khi họ đã nhường nhau quyền giành tấm vé vàng duy nhất để đi tiếp vào vòng trong. Nên là nếu mà nhà em chỉ đồng sức chọn thì em sẽ chọn chị gái không? Em chứng kiến nhiều trường hợp thương tâm hơn em nhiều chứ.
Và cuối cùng thì người chị Vũ Thị Hợp là người đã may mắn có được tấm vé vàng lột xác trị giá 500 triệu đồng. Thay đổi ngoại hình với ước mong sẽ tiếp tục giúp em gái trên hành trình thay đổi số phận của cả hai chị em. Hãy cùng dõi theo những bước chân đầu tiên của Vũ Thị Hợp tại nhà chung trong tập 5 của chương trình Hành Trình Lột Xác mùa năm. Em nghĩ là em cũng lên giảm béo rồi. Em thấy thân mình hơi đẫy đà. Em mà đẫy đà thì còn chị chắc chị béo phì. Tất cả sẽ được hé lộ trong Hành Trình Lột Xác mùa năm, phát sóng online vào lúc 20 giờ thứ sáu hàng tuần. Nhấn đăng ký kênh để đón xem những màn lột xác ngoạn mục nhất từ chúng tôi.